và đặc biệt là rất là bền. Vì vậy các hãng thời trang lớn nhất thường chọn da sweat này để mà làm trong các sản phẩm thời trang. Cái đế phíp này thì Kỳ Lăng nhập từ Ý, một công ty chuyên sản xuất đế giày, gọi là đế giày cao cấp. Đây là mẫu mà Kỳ Lăng đã khảo sát rất nhiều và mất rất nhiều thời gian, rất công phu và chọn lọc được mẫu này là mẫu đẹp nhất và thịnh nhất và trường tồn nhất. Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách. Và hôm nay Kỳ Lăng xin được phép giới thiệu với tất cả quý khách một siêu phẩm vừa hoàn tất. Đây là một đôi giày cá sấu độc bản của Kỳ Lăng Luxury. Đây là một đôi giày phải nói là Kỳ Lăng rất là ưng ý và một mẫu giày mà được rất nhiều khách hàng chọn lựa và quyết định sử dụng mẫu giày này. Và đặc biệt là tất cả những chất liệu tạo nên đôi giày này rất là giá trị và đồ cao cấp, từ da cá sấu nhập từ nhà máy thuộc da lớn ở trên thế giới này, mà nhà máy này là chuyên thuộc cho những hãng thời trang lớn nhất. Đây là phần bề ngoài là da cá sấu và bên trong là da sweat. Da sweat là một loại da rất mềm và êm, không có hạt Togo, và đặc biệt là rất là bền. Vì vậy các hãng thời trang lớn nhất thường chọn da sweat này để mà làm trong các sản phẩm thời trang. Và Kỳ Lăng cũng không ngoại lệ chọn da sweat này để làm bên trong cho mẫu giày, bởi vì rất êm và mang rất cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu. Còn ở phần đế giày thì đây là đế giày fib. Đế giày fib này là một loại đế được làm từ chất liệu cao su tốt nhất, chọn lọc chất liệu cao su tốt nhất. Và kết hợp cùng thì có sử dụng là phần gỗ này cũng là chọn loại gỗ tốt nhất ở dưới đế gót giày. Và đặc điểm, ưu điểm của đế fib này là nhẹ, êm và đi rất là thoải mái, tạo cảm giác chắc chắn khi đi và nói chung là tạo cho chúng ta một cảm giác tự tin. Cái đế fib này thì Kỳ Lăng nhập từ Ý, một công ty chuyên sản xuất đế giày, gọi là đế giày cao cấp, cộng với phần da nhập khẩu độc bản. Những mà da này là những da có từ những nhà máy thuộc da lớn trên thế giới, từ những con cá sấu ở vùng Amazon và được thuộc da bởi công ty chuyên về thuộc da dành cho những công ty thời trang lớn trên toàn cầu, trên thế giới này. Và camera đi cận cảnh đặc biệt cho quý khách xem một điểm đặc biệt nữa, đó là phần logo là logo vương miện, biểu trưng cho một sự cao quý, sang trọng và quyền lực. Đặc biệt logo này được đúc bằng vàng nguyên khối và mỗi logo đính lên trên nó là 3 viên kim cương vuông. Camera đi sát vào logo tranh. Đây, logo vương miện rất là sang nhưng mà chất liệu là bằng vàng nguyên khối và đính 3 viên kim cương. Và Kỳ Lăng luôn có sẵn những mẫu da tại showroom cũng như tại website. Nếu như quý khách nào muốn mẫu giày nào hoặc là muốn kiểu da nào thì có thể liên hệ với Kỳ Lăng hoặc truy cập vào website kỳlangluxury.com để xem mẫu, hoặc là nhanh nhất, cụ thể nhất thì hãy gọi cho Kỳ Lăng số hotline là 0901 247 247 và số này cũng là số Zalo. Nếu như quý khách ở xa thì Kỳ Lăng sẽ gửi mẫu trước, từ những con da thành phẩm từ những nhà máy chuyên thuộc da cho những công ty thời trang lớn như thế này, thì quý khách có thể đến trực tiếp hoặc là qua Zalo, Kỳ Lăng sẽ gửi mẫu cho quý khách chọn từ những cái con da thành phẩm của những nhà máy thuộc da. Đây, như con này là con độc bản nè, và chỉ có duy nhất một con này thôi, còn lại duy nhất một con này. Nói chung là rất nhiều màu sắc và kiểu da bóng kính hay là da như thế này, có những đường chỉ như thế này, hoặc là da có phủ bột vàng như thế này. Và sau khi quý khách đã chọn được mẫu da rồi, có thể là da cá sấu hoặc là da đà điểu, hoặc là da cá mập như bên trong này, hoặc là da Epsom,
Giờ này thì các hãng LV, Hermès cũng hay dùng. Và nói chung là quý khách chọn được mẫu da, màu da thì Kỳ Lân sẽ lên sản phẩm như thế này, mẫu này. Hoặc quý khách thích bất kỳ mẫu nào, Kỳ Lân cũng đáp ứng được cho quý khách. Nhưng đây là mẫu mà Kỳ Lân đã khảo sát rất nhiều và mất rất nhiều thời gian, rất công phu, và chọn lọc được mẫu này là mẫu đẹp nhất và thịnh nhất và trường tồn nhất, có thể mang với quần đồ tay là hợp lý rồi, và thậm chí mang với quần một số mẫu quần hiện đại vẫn ok. Và mẫu này nó sẽ là mẫu trường tồn, bởi vì kiểu dáng nó luôn luôn trải qua bao nhiêu thập niên mà Kỳ Lân tìm hiểu thì thấy mẫu này là mẫu trường tồn, và chắc chắn nó sẽ là một mẫu đẹp, bởi vì nó đã đẹp và nó bền, kiểu dáng rất là sang. Đặc biệt nhất cái điều mà Kỳ Lân nói là ngoài mẫu mã đẹp, chất lượng tốt nhất, thì cái điều mà quý khách khi sử dụng sản phẩm phải đề cao nhất đó chính là cái độ êm và lọt vào chân rất đẹp. Nói chung là nó trọn cái đôi chân của mình. Đây là giày handmade bởi Kỳ Lân. Và khi quý khách đặt giày của Kỳ Lân thì Kỳ Lân sẽ tư vấn theo từng cái đôi bàn chân của quý khách, tư vấn để mà làm đôi giày nó cong theo, gọi là cong theo cái cong thái học đó, tức là nó ôm trọn khít cái lòng bàn chân của chúng ta và mang rất đẹp và đi rất êm, cộng với chất lượng tuyệt vời thì một đôi giày đỉnh cao, đẳng cấp. Vâng, và như vậy là Kỳ Lân đã giới thiệu sơ qua về đôi giày da cá sấu, và sắp tới sẽ có những đôi giày da đà điểu và thêm một vài mẫu mã mới nữa sẽ xuất hiện. Vì vậy hãy follow kênh YouTube này, cũng như là theo dõi like fanpage, theo dõi cái trang fanpage này để cập nhật những cái video hấp dẫn mới đó cùng Kỳ Lân nhé. Một lần nữa Kỳ Lân cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để mà xem hết clip này. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách, tất cả mọi người thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công và đồng hành cùng với Kỳ Lân Luxury nhé. Kỳ Lân Luxury.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.